Như vậy thì đối với lại bài toán mà tính tổng dạng như thế này thì yêu cầu của mình là biết trước n thì mình dùng for hay while nó đều giống nhau. For hay while đều giống nhau. Như vậy thầy sẽ mượn lại cái chỗ này chút xíu cho nó nhanh. Demo buổi mấy nhỉ? Buổi buổi 6 hả? Buổi bảy thôi. Hôm nay buổi 7 rồi hả? Buổi 7. Làm theo yêu cầu thứ nhất, mình sẽ khai báo một cái biến n phải một cái biến y, rồi mình khai báo một cái biến tổng tổng s bằng 0, rồi nhập vào. Nhập n phần trăm d n for y bằng 1.y nhỏ hơn hoặc bằng n chấm phẩy y cộng cộng nếu chúng ta dùng for. S nó sẽ bằng s cộng cho 1 chia y chấm phẩy y này là kiểu nguyên. Ok, 1 chia y là nó ra số lẻ rồi. Rồi mình sẽ thử mình xuất cái tổng này ra. Tổng theo for. Tổng theo for phần trăm f phẩy s. Tổng theo for phần trăm s. Ví dụ như n bằng 5 bằng 1s plus f kiểu vô. N bằng 5 rồi, ok. N bằng 5 thì tổng của mình là 2.28. Đó. Nếu như mà n của mình bằng 8 thì nó là 2.7. Ví dụ như vậy. Ví dụ như n bằng 50 thì nó là 4.49. Như vậy thì mình đã có được cái vòng lặp for. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ làm lại và mình dùng vòng lặp while. Chỗ này mình sẽ dùng vòng lặp while chứ không dùng for nữa. Như vậy để mà dùng while đó thì các bạn sẽ cho thầy hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái biến đếm. Biến đếm thì mình sẽ cho biến y này sẽ bắt đầu từ 1 dùng để đếm. Rồi trong này mình sẽ dùng while. While cái gì? Trong khi y còn nhỏ hơn hoặc bằng n thì làm cái việc này. Đó. Tổng bằng tổng cộng 1 chia y và làm gì bên trong này nữa?
ý cộng cộng, tức là tăng y lên lên 1. Đó, cái này tổng theo y. Được chưa nào? N mình nhập một lần thôi. Rồi sau đó mình sẽ tính hai cái tổng, mình xem là hai cái tổng này có gì khác. Chỗ này bạn phải reset lại cho thầy S bằng 0, chứ còn không là nó cộng lên double đó. Tổng S bằng 0. Như vậy sau khi mình xuất ở đây xong thì mình reset nó lại S bằng 0. Còn nếu muốn thì các bạn sẽ làm tổng S1, S2 tùy các bạn ha. Nhưng mà bài toán của thầy để số lượng biến ít nhất thì thầy chỉ cần xài một biến tổng thôi. Và sau khi mà thầy xuất xong thì thầy reset nó lại. Như nó bị dính cái xuống dòng á. Rồi đây. Tổng theo for, tổng theo while. Dính cái xuống dòng, mình sẽ theo cái phần xuống dòng ở đây. Shift N. Shift N. Tổng theo for, tổng theo while. Giống nhau, chắc chắn giống nhau. Rồi gì nữa nào? Bây giờ mình sẽ làm cái yêu cầu 2. Đối với lại phần này là yêu cầu 1 nè. Yêu cầu 1. Bây giờ mình làm yêu cầu 2. Yêu cầu 2 là gì? Là nhập vào tổng và xuất ngược ra cho mình N. Đó. Nó khác tí xíu. Nhập vào tổng và xuất N. Còn cái trên là nhập N xuất tổng. Thì chỗ này nhập vào tổng. Nhập tổng. Và scan ở đây là scan S. Nhập vào tổng. Chỗ này nó sẽ là plot. Rồi. Mình sẽ tìm. Mình sẽ tìm N để làm sao mà cái tổng của mình nó nhỏ hơn hoặc bằng cái S. N để tìm. Như vậy chỗ này mình phải khai báo thêm một cái biến nữa, một cái biến để cho nó cộng. Còn cái biến mà mình cần dò thì mình sẽ khai báo một cái biến là tổng. Tổng thì mình nhập vô đây tổng. Rồi như vậy bây giờ mình xác định là do y hay là y do hay là y. Làm trước rồi mới kiểm hay là kiểm trước rồi mới làm? Nó có rất là nhiều cách để kiểm. Ví dụ cái bài của mình là bây giờ cái này mình kiểm tra xem thử là cái tổng này nó có nhỏ hơn hoặc bằng cái tổng hay chưa đó. Thì nếu mà cái tổng mình nhập vào là số 0 á thì có y nào không? Vì tổng của mình luôn luôn là từ 1 trở lên. Ít nhất là 1, nếu y bằng 1 thì tổng nó đã bằng 1 rồi. Thì nếu như chúng ta dùng y. Chỗ này chúng ta sẽ set lại cho mình là y bằng 0. Y bằng. Tùy cái cách làm nha các bạn. Sau này các bạn làm thì các bạn sẽ ràng buộc sau. Còn bây giờ của mình là coi như mình sẽ nhập cái tổng nó lớn hơn 1. Lớn hơn 1. Còn nếu mà bạn nhập cái tổng nhỏ hơn 1.
cổng nhỏ hơn 1 thì y của mình phải bằng 0. Để khi nó xuất y ra là y bằng 0. Đó, tùy ha. Nếu mà tổng nhỏ hơn 1 thì mình cho y bằng 0 đi. Set y bằng 0. S của mình S bằng 0. Tổng y bằng 0, S bằng 0. Rồi. Trong khi S nhỏ hơn hoặc bằng tổng, tức là vẫn còn nhỏ hơn thì đi tìm y. Còn nhỏ hơn thì đi tìm y. Đó. Như vậy thì các bạn thấy là nếu mà mình dùng while đó, dùng while đó thì bắt đầu mình cảm giác là nó bị vô lý không? Nó có gì vô lý không? Rồi, thử ha. S bằng S cộng cho một chia y. Rồi lúc này mình mới quay lên mình tìm S lần nữa, y cộng cộng, rồi mình mới kiểm tra là cái S này có nhỏ hơn tổng hay không. Như lúc này y nó nhảy lên 1 rồi, y nó nhảy lên 1 rồi mà nó bị sai ấy nha, sai á. Rồi mình chạy thử mình sẽ thấy chỗ này mình sẽ xuất y ra. N mình xuất lên N thôi chứ còn số N, nhưng mà thực chất nó là Y các bạn, số N để cho nó dễ hiểu thôi. Phần trăm D phải là cái Y mình tìm này nè, còn không thì các bạn đưa N vô đây. Đó, nếu như các bạn muốn cho nó là N thì các bạn đưa N vô đây. Ok. Chấm phẩy. N bằng 6. Rồi, 2.45. Mình cho tổng 2.4 đi. Thử xuất ra N bằng mấy? 2.2.5. 2.5. Ok. N bằng 1. N bằng 1 tại sao? Tổng S là float, tổng cũng float luôn. N bằng 0. N bằng 0 mà chia là nó bị dip 0 rồi, nó thoát luôn, đúng rồi. N bằng 1 dip by 0 rồi. 6 2.5. N bằng 8, sai. 2.46 đi. 6 2.4, N bằng 7. Nó dư thôi, nó dư một cái N. Đó.
Cho nên là chỗ này nếu như các bạn dùng y là nó bị dư cái n này nè. Nó cộng trước rồi quay lên đây nó mới so sánh. Cho nên chỗ này thì mình viết lại du y thì nó sẽ đúng hơn. Du y thì nó sẽ đúng hơn. Du mở ngoặc tính tổng trước. Tính tổng trước. Chỗ này mình sẽ cho S bằng 0 trở lại để nó reset lại. N cũng bằng 1 trở lại. Reset lại. S nhỏ hơn bằng tổng. Sức n. Sáu. Ồ, 2.4. Mình xuất có một cái n. Rồi, ok. N trên này là n của y, còn n dưới này là n của du y. Mình thử n bằng 7 coi ra giá trị nhiêu cái đã. N bằng 7 ra giá trị là 2.59 luôn. Như vậy chỗ này n của mình y du mình làm vậy nó sẽ không bị nè. N bằng 0 vô cộng n trước. Rồi mới tính tổng. Cộng n mới tính tổng. Đó, thì nó sẽ không bị tăng. N bằng 6 2.4. Đó, vậy mới đúng nè. Nếu mà n bằng 7 cái là nó lên 2.5 mấy rồi. N bằng 6 mới đúng. Như vậy khi các bạn lập trình á, có đôi khi chúng ta làm hoàn toàn không sai, n nằm dưới, n nằm trên không sai tí nào cả. Nhưng mà kết quả khi mà chúng ta kiểm chứng á, thì nếu mà n đặt ở dưới thì n chỗ này bắt buộc mình phải bằng 1. Và như vậy nó sẽ ra kết quả sai. Rồi còn giả sử như chỗ này mà mình đã làm được như vậy thì mình sửa lại chỗ này n bằng 0 và mình đưa cái n này lên thì chắc nó cũng đúng. Đó, mình đưa cái n này lên đây. Mình vô mình tăng n rồi mình mới bắt đầu tính. Sáu. 2.4. Đó, rồi ok. Như vậy tùy cái cách mình code mà nó sẽ cho ra cái kết quả bài toán đúng hay là không đúng nha. Như vậy thì cái chương trình của mình code là đã ok rồi. Nhưng mà còn cái việc mà mình sắp xếp lệnh rồi logic của nó thì cái kết quả nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Như vậy thầy đã ví dụ cho các bạn là dòng lập for chuyển qua while. Nhưng mà ngược lại vòng lập này không thể chuyển qua for được. Không thể nha. Có một số bạn nói với thầy rằng em chuyển qua như thế này đúng hay sai? Em sẽ for từ 1 đến 1 triệu. Sau đó nếu như em ở bên trong em dùng if, nếu tổng mà lớn hơn
S mà lớn hơn tổng thì em fret. Đúng hay sai? Bạn dùng for từ 1 đến 1 tỷ. Rồi bên trong này bạn sẽ kiểm tra nếu số mà nhỏ hơn lớn hơn bằng tổng mà mình nhập vào thì bạn sẽ break. Như vậy đúng hay sai? Được không? Được không mọi người? Hello. For y chạy từ 1 đến 1 tỷ. Nếu số lớn hơn cái tổng nhập vào thì press rồi mình xuất y ra, được không? Là chuyển y từ 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 y sang for đó. Ở các chiến binh của thầy sao rồi, được không? Lặng đâu hết rồi ta? Lý do sao không trả lời? Khó hả? Khó làm sao? Được. Em nghĩ là nó cũng được, nhưng mà chỉ đúng trong mình đúng nếu mà n trong khoảng for thôi, còn nếu ngoài khoảng for thì sai. Như vậy là sai. À, đúng chỉ một phần, còn một phần sai tức là sai. Cho nên đối với lại cái vòng lập y mà chuyển qua for là gần như rất khó với một số trường hợp như thế này và không được. Nếu mà người ta cho như thế thì mình không chuyển được. À, rồi bạn nhắn là khó, khó chỗ nào nói thầy nghe coi. Chị ông Hiếu, khó làm sao Hiếu ơi? Trong cái đoạn code này Hiếu thấy khó chỗ nào? Cũng thấy rối hả? Rối bây giờ nếu mà người ta cho n, em tính tổng như vậy được không? Cho n tính tổng s, xuất tổng s ra được không? Đâu được. Được, ok. Cho n tính tổng s bằng lệnh y được không? Được luôn hả? Ok. Rồi. Bây giờ cái yêu cầu 2. Tìm n để tổng s này nè nhỏ hơn số a nào đó, thì nếu như mà cái lúc nãy của thầy đó thì s này là nhỏ hơn bằng tổng. Là theo cái bài mà thầy làm lúc nãy đó. Vậy thì cái bài này mình làm được không? Đó, s nhỏ hơn bằng tổng. Chưa có chỗ đó thầy. Rồi, đó chỗ này. Như vậy thì chỗ này mình sẽ yêu cầu, với cái yêu cầu của cái bài này là có phải là nhập vô tổng không? Nhập vô tổng tìm n, phải không? Rồi, ok. Phải chia để trị. Nhập vô tổng. Nhập tổng làm được không? Cái đoạn nhập tổng này ok không? Ok. Dạ, được ha. Rồi. S lúc đầu mình sẽ bằng 0. N bằng 0 tức là chưa có gì hết. S tức là cái biểu thức này đây. S là biểu thức này. Và mình chia cho n, mà nếu n bằng 0 thì 1 chia 0 được không? Không. Không được. Cho nên vô trong vòng lặp, mình tăng n lên trước cho nó bằng 1 cái đã. Rồi, tăng lên bằng 1.
và S bằng S cộng cho plot 1 trên N, nó có giống trên này không? Hai cái này giống nhau không? Giống. À, vậy là đến đây mình ok đúng không? Rồi. Và nó lên đây nó kiểm tra lại, nếu mà cái S này tính xong mà còn nhỏ hơn bằng cái tổng mà mình muốn dừng thì xuống đây tính tiếp. Còn nếu mà cái S này lớn hơn rồi thì dừng, không tính nữa. Và sau khi kết thúc vòng lặp quay thì xuất ra cho thầy cái số N mà mình đang dừng lại đó là số mấy. À, bây giờ bạn cho đây, bạn xuất cho thầy cả hai cái, bạn sẽ thấy thứ nhất là N, N bằng phần trăm D diệt TS bằng phần trăm F. Chỗ này nó sẽ là N và S. Đó, bạn sẽ thấy trong quá trình nó tính tổng, nó sẽ xuất ra cho bạn. Ví dụ N của mình bằng 9 là 2.8. Ok, mình đưa 2.8 vô mình kiểm tra. Ờ, xịt N cái. Xịt N. Tám, 2.7. Rồi, ok. N bằng 1 thì S bằng 1, có phải là bằng 1 trên 1 không? N bằng 2, S bằng 1.5, có phải S bằng 1.5 không? N bằng 2 nè. N bằng 3 thì 1.5 cộng cho 0.3 nữa là khoảng cỡ 1.8. N bằng 3, N bằng 4, N bằng 5, N bằng 6, N bằng 7, N bằng 8 và 2.71. Và cái yêu cầu của mình là 2.7, nhỏ hơn bằng 2.7. Thì thực ra chỗ này mình phải N bằng 7 mới đúng đó. N bằng 8 cũng sai luôn, bởi vì mình nhập vô là cái tổng của mình cần là 2.7 thôi. Đó, thì các bạn coi những con số mà mình xuất ra mình sẽ thấy rất là rõ ràng. Như vậy khi mà mình lập trình á, mình sẽ nhìn từ từ rồi bắt đầu mình loại trừ những trường hợp không đúng ra, loại trừ dần dần ra ha. Chứ mình làm một lần một mà nó đúng liền thì rất là khó, rất là khó. Cho nên là có những cái là chúng ta phải làm từ từ. Như vậy đối với đoạn code này có khó không? Mình đâu có biết trước được số vòng lặp đâu, cho nên là mình phải dùng vòng lặp while ha. Rồi như vậy thầy đã ví dụ xong cho các bạn dùng vòng lặp for và là vòng lặp while nó khác.